Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Vâng, hôm nay trong clip này thì tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn tới quý vị công dụng của viên tinh dầu thông đỏ, cũng như là việc những ai có thể sử dụng được viên tinh dầu thông đỏ. Như quý vị đã biết, theo nghiên cứu của đông y thì lá thông đỏ có tác dụng phòng ngừa chứng liệt hay là đẩy lùi các bệnh của người lớn tuổi như là tiểu đường, cao huyết áp hay là sơ cứng động mạch. Và tinh dầu thông đỏ thì thậm chí là còn giúp chữa chứng đau dây thần kinh hay là việc giúp làm tóc của chúng ta đen hơn và làm chậm quá trình mạt tóc. Vâng, với công dụng của tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì nó được đánh giá rất cao về việc là chăm sóc sức khỏe cũng như là hỗ trợ điều trị một số căn bệnh nhất định. Vậy nên nó được xem như là thần dược được người Hàn Quốc tin tưởng sử dụng. Như quý vị đã biết thì tinh dầu thông đỏ được chiết xuất từ cây thông đỏ. Và cây thông đỏ thì từ xa xưa vốn được xem là một loại dược liệu quý. Và vỏ của cây thông thì chứa rất nhiều hoạt chất có tác dụng điều trị ung thư. Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì là một loại tinh dầu vô cùng quý hiếm, được chiết xuất 100% từ lá cây thông đỏ. Và những cây thông đỏ này thì sẽ có tuổi thọ trung bình từ 1 cho đến là 200 năm. Đã bao giờ quý vị thắc mắc rằng tại sao tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc được ví như là thần dược chứ ạ? Tất nhiên thì loại tinh dầu Hàn Quốc này tăng cường khả năng miễn dịch rất tốt, thậm chí là nó còn chống virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, hay là đặc biệt giúp loại bỏ những loại kim loại nặng hay là độc hại ra khỏi ngoài cơ thể. Với những trường hợp có thể dùng viên tinh dầu Hàn Quốc, thì thứ nhất chúng ta có thể kể đến là những người bị rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là những phụ nữ có vòng eo to, đặc biệt là có chu kỳ sinh lý không ổn định. Trường hợp thứ ba là người gặp vấn đề về tiêu hóa khó khăn do thiếu vận động đường ruột. Trường hợp thứ tư là người bị đau dây thần kinh viêm khớp nên dùng tinh dầu thông đỏ để hỗ trợ giảm đau cũng như là chữa trị. Và thứ năm là người bị tê liệt chân tay cũng có thể sử dụng viên tinh dầu thông đỏ. Trường hợp thứ sáu thì là tác dụng của tinh dầu thông đỏ thì rất tốt cho người mắc chứng hôi miệng. Thứ bảy thì người có làn da khô hay là trang điểm không ăn phấn cũng có thể sử dụng tinh dầu thông đỏ như một sản phẩm trang điểm. Thứ tám thì người bị rụng tóc nhiều hay tóc khô sơ thì nên dùng tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc. Và thứ chín, người cần sức bền hay là cần cải thiện về thể chất thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ như một loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe. Và thứ 10, người đang khổ sở về vấn đề huyết áp hay là viêm tấy thì cũng có thể sử dụng tinh dầu thông đỏ. Và 11, thậm chí là công dụng của tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc mang lại cho người hút thuốc hay là uống rượu nhiều hoặc là mắc chứng stress rất hiệu quả. Ngay cả khi thể trạng quý vị bình thường không mắc bệnh hay là như thế nào thì chúng ta vẫn có thể sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc để tăng cường sức khỏe miễn dịch. Với cách sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì cũng vô cùng là dễ dàng thôi ạ. Nếu như chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ để uống thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống từ 1 cho đến là 3 viên dầu thông đỏ và uống trước hoặc sau bữa ăn 30 phút. Còn nếu như quý vị sử dụng tinh dầu thông đỏ để làm đẹp hay là tẩy trang thì quý vị có thể là hòa tinh dầu vào nước rồi dùng bông tẩy trang như bình thường. Vâng, hoặc là nếu bạn có nhiều mụn hay là tàn nhang thì nên lấy tinh dầu thấm vào miếng bông sạch để thoa lên mặt rồi rửa lại bằng nước. Ngoài ra thì bạn có thể hòa tinh dầu thông đỏ vào kem dưỡng da để dùng mỗi ngày. Ngoài việc dùng tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì nên kết hợp với collagen là phương pháp làm đẹp tiên tiến và hiệu quả nhất của phái đẹp và đến từ đất nước Nhật Bản. Và cũng như là việc là không tốn quá nhiều thời gian hay tiền bạc trong việc đến spa. Vâng, vì sao nên mua viên tinh dầu thông đỏ tại Korea Shop 24 giờ? Thì có rất nhiều khách hàng hỏi tôi câu hỏi này và tôi cũng xin trả lời luôn. Là thứ nhất, các sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc của Korea Shop 24 giờ được bán ra đều là hàng chính hãng và không hề có hàng giả kém chất lượng. Sản phẩm thì được cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh thực tế, giúp khách hàng có thể nắm bắt hay là đánh giá và lựa chọn. Thậm chí là chúng tôi có địa chỉ cửa hàng cụ thể để quý vị có thể trực tiếp tới và được tư vấn. Thứ hai, giá cả của chúng tôi được bán với giá niêm yết trên thị trường. Thậm chí là Korea Shop 24 giờ luôn có chính sách giá tốt nhất khi khách hàng đặt mua với số lượng lớn. Thứ ba, thì Korea Shop 24 giờ sử dụng phương thức mua hàng trực tuyến nhanh gọn, mọi lúc mọi nơi, có nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại hấp dẫn khi trở thành khách hàng VIP. Giao hàng nhanh không chỉ trên toàn quốc mà còn cả nước ngoài, với nhiều phương thức thanh toán thuận lợi cho khách hàng. Thứ tư, thì đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi có trình độ cao, nhiệt tình, thân thiện và thấu hiểu khách hàng, cũng như là việc luôn tư vấn cho khách hàng lựa chọn đúng với nhu cầu thực tế của mình. Và nếu như quý vị có thắc mắc hay cần tư vấn,
thì hãy gọi tới số hotline 0904 363 985 của Korea Shop 24 giờ để được tư vấn miễn phí. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.